Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 10, Trại Tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an Tây Ninh đã công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an Tây Ninh. Đây là những phạm nhân đã chấp hành án phạt tù được 1/2 thời gian. Các phạm nhân đã khắc phục hậu quả. Trong quá trình chấp hành án, đã tích cực học tập, lao động, cải tạo, được xếp loại khá tốt trở lên. Việc đặc xá cho các phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người làm lỗi, tạo cơ hội cho họ sớm về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.